Trong những ngày gần đây, dọc các tuyến đường của thủ đô Hà Nội xuất hiện những điểm bán trứng gà có treo biển là giải cứu với mức giá rất rẻ và thu hút được nhiều người quan tâm. Các điểm bán trứng này được bán ra với giá là 65.000 đồng 30 quả và tính trung bình thì chỉ đâu đó khoảng hơn 2.000 đồng một quả trứng, rẻ hơn giá bán tại chợ khoảng 10 cho tới 20%. Vậy thì thực hư của những quả trứng giá rẻ này như thế nào? Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên chương trình. Một điểm bán trứng giá rẻ trên đường Dương Văn Bé. Trứng gà ở đây đã được xếp sẵn 30 quả một túi với giá 65.000 đồng. Người bán cho biết trứng được lấy ở nguồn trên quê là Vĩnh Phúc. Sao đợt này rẻ nhỉ? Thì năm vừa rồi thời tiết nó đẹp như này này em này, gà nó không bị dịch bệnh, không cúm nước cứ gì thì nó chỉ có ăn và nó đẻ thôi. Còn đây là một điểm bán trứng trên đường Dương Đình Nghệ. Theo người bán cho biết, trứng họ nhập từ Hà Nam. Do thời tiết nồm ẩm kéo dài, trứng không bảo quản được lâu nên bán giá rẻ. Nhiều người thấy trứng giải cứu giá rẻ nên cũng đến mua để ủng hộ. Mấy hôm trước là tôi mua rồi, mua thì phải ăn thử rồi thì thấy nó cũng ngon, ngon là trứng lành ngon. So với giá thị trường thì là rẻ hơn nhiều. Thị trường là họ bán giá 35 thôi nhưng mà có mua ở đây là quá rẻ. Thế là lần trước mua rồi, bây giờ còn lại muốn mua thêm. Và còn rất nhiều lý do khác được người bán đưa ra vì sao trứng bán giá rẻ. Mỗi ngày người phụ nữ này nhập về khoảng 120 khay trứng, tương đương 3.600 quả. Nhờ bán giải cứu tại vỉa hè như thế này, ngày nào bà cũng bán hết 100 khay. Theo ghi nhận, trứng giải cứu đang bán thấp hơn ngoài chợ và siêu thị 800 đồng một quả. Bởi vì rẻ là thế này, vì người ta phải bán đi để cho khỏi trứng tồn lại. Đấy, khỏi hỏng. Là tớ trước đấy tớ đã mua một lần rồi, thì cũng mang về ăn rồi, thì thấy trứng cũng không bị hỏng nhiều đâu, không bị vỡ đâu. Nên là tớ mới dám quay lại đây tớ mua thêm lần nữa. Nếu mà nó thực sự là không phải là trứng giải cứu các thứ ấy, thì thực sự là thất vọng. Trước đó, nhiều tiểu thương bán trứng giải cứu cho biết trứng có nguồn gốc từ xã Liên Châu, huyện Quốc Oai. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng của xã này lại cho biết chưa từng nhận phản ánh hay đề xuất hỗ trợ từ các hộ dân trên địa bàn liên quan đến giải cứu trứng. Hiện nay thì trên địa bàn có khoảng độ trên 160 hộ vừa chăn nuôi vừa ấp trứng. Nhưng mà đến giờ phút này thì chúng tôi chưa nhận được cái thông tin nào từ bà con là đề nghị xã có cái giải pháp gì để giải cứu hay tiêu thụ trứng cho bà con cả. Việc giải cứu trứng cho bà con nông dân hoàn toàn là đúng đắn nếu như có sự việc trên. Tuy nhiên, việc các tiểu thương dùng biển hiệu băng rôn giải cứu là chiêu trò để câu khách nhằm bán trứng với số lượng lớn. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ trứng của bà con nông dân xã Liên Châu, mà còn làm hạ giá trị của nông sản Việt. Tính đến thời điểm này, thì người dân xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội đã chặn xe chở rác vào khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây 2 đợt, kéo dài 30 ngày với lý do là không đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ dự án di dân vùng ảnh hưởng của bãi rác. Vậy thì vì sao mà người dân đã nhiều lần phản đối mà câu chuyện chặn xe chở rác vẫn cứ lặp đi lặp lại? Và khoảng 1.500 tấn rác đã được xử lý ra sao? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên chương trình. Đây là lán trại do một số hộ dân dựng lên để ngăn chặn xe vận chuyển rác vào khu xử lý chất thải Xuân Sơn. Lý do là họ không đồng tình với phương án dự thảo bồi thường hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500 mét. Bây chúng tôi chỉ yêu cầu ra đây là nhờ trên là chi trả cho chúng tôi bằng cái mức của 2017. Giá cái bồi thường hỗ trợ được quá thấp, đi thì không được, mà ở thì hàng nghìn tấn rác một ngày đêm này thì dân không chịu nổi. Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường của bãi chôn lấp rác thải Xuân Sơn, khoảng độ 5,6 hectare, kết hợp trồng cây xanh tạo hành lang cách ly thuộc địa giới hành chính của xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì là phần mở rộng của khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Ba Vì, đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho biết, trong những năm vừa qua, huyện đã nhiều lần đối thoại và lần gần đây nhất là vào ngày 6 tháng 2 đã tổ chức công khai phương án dự thảo bồi thường, hỗ trợ đối với 28 hộ dân theo quy định là bằng một lần giá đất nông nghiệp tại khu đất lòng hồ suối 2. Tuy nhiên, các hộ không đồng tình và kiến nghị được hỗ trợ 3 lần giá đất nông nghiệp giống với những dự án bãi rác trước đây. Điều này là không có cơ sở. Mà liên quan đến 21 hộ gia đình, đất nguồn gốc đất là đất đồi và họ đã xây dựng công trình, nhà ở và các vật kiến trúc khác ở trên đất. Thì chính vì vậy mà qua quá trình xác minh nguồn gốc đất và
áp dụng các quy định pháp luật và tham khảo ý kiến của các ngành chuyên môn cũng như Sở Tài nguyên Môi trường thì chúng tôi đã xây dựng phương án theo đúng quy định của pháp luật và đã công khai với bà con. Việc chặn xe rác vào bãi Xuân Sơn hiện đã làm cho khu xử lý rác thải này đình trệ. Với hơn 1.000 tấn rác thải thu gom tại các huyện và thị xã Sơn Tây, hiện công ty môi trường đô thị Sơn Tây đã chuyển hướng về khu xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Việc điều chuyển này hiện cũng đang gây khó khăn cho đơn vị vận chuyển, bởi thay vì đi quãng đường 30 km thì giờ đây là lên tới 70 km. Một là cung đường vận chuyển nó xa, đấy, cái đấy nó sẽ phát sinh ra các cái chi phí của công ty. Đấy, hai nữa là về cái thời gian, đấy, thì là gần như là các cái phương án sản xuất của công ty đều phải thay đổi. Ngay sau khi người dân chặn xe rác, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị phân luồng vận chuyển rác thải về các khu xử lý, chỉ đạo các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường, tăng cường theo dõi và quản lý chặt chẽ các điểm lưu chứa rác thải trên địa bàn thành phố. Với 7.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, đến nay đều được phân luồng và đảm bảo công suất xử lý. Hiện nay thì toàn bộ cái khối lượng rác đang dự kiến hàng ngày chuyển đến bãi Xuân Sơn do sự cố chuyển đến Nam Sơn thì là cũng đã nằm ở trong cái kịch bản mà Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã có cái dự định từ đầu năm, cho nên là hiện nay thì toàn bộ các cái khối lượng rác tiếp nhận bãi Nam Sơn thì theo đánh giá là vẫn cứ an toàn trong tầm kiểm soát. Sau khi có sự cố người dân chặn xe rác tại bãi rác Xuân Sơn thì tất cả 7.000 tấn rác sinh hoạt của thành phố Hà Nội đã được đổ dồn về đây. Ngoài việc là 3.000 tấn rác được xử lý theo phương pháp đốt rác điện tại nhà máy Thiên Ý thì 4.000 tấn rác vẫn được tiếp tục đưa về bãi rác Nam Sơn để được xử lý theo phương thức chôn lấp truyền thống. Việc điều chuyển cũng như phân luồng đã được tiến hành ngay lập tức. Ngành Tài nguyên Môi trường đã nỗ lực và cố gắng để có thể không xảy ra tình trạng là các tuyến phố của thành phố Hà Nội ngập rác như những lần người dân chặn rác trước đây. Năm 2023, tổng số vốn phải giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao lên đến hơn 94.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm ngoái và 2,2 lần so với năm 2021. Để có thể giải ngân được nguồn vốn khổng lồ này thì đòi hỏi các ban quản lý dự án, các đơn vị thuộc Bộ phải thay đổi mô hình quản lý và cách làm mới, từ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đến ứng phó với giá cả leo thang, cũng như là sắp xếp đủ nguồn vật liệu. Đặc biệt, việc đốc thúc tiến độ các dự án phải được cập nhật hàng ngày và không bao giờ để công trường ngơi nghỉ. Chỉ còn 2 tháng nữa, dự án cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 phải hoàn thành toàn bộ để đưa vào sử dụng. Hiện tại, trên toàn dự án đang triển khai 90 mũi thi công tại 5 gói thầu. Giá trị sản lượng thực hiện đến nay đạt hơn 6.000 tỷ đồng, tương đương 83,9% giá trị xây lắp theo hợp đồng. Nếu không tăng tốc, chắc chắn dự án này sẽ không về đích đúng yêu cầu. Tôi là ý thức được cái nhiệm vụ quan trọng. Đây là nhiệm vụ chính trị quốc gia mà chúng tôi dồn toàn bộ lực lượng để hoàn thành dự án theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Hàng loạt rào cản tiến độ giải ngân vốn của ngành giao thông thời gian qua như vướng mắc giải phóng mặt bằng, giá cả biến động, thiếu nguyên vật liệu, đặc biệt là xuất hiện các nhà thầu yếu kém trong quá trình thi công. Những tồn tại này đang được Bộ Giao thông Vận tải ưu tiên giải quyết. Đáng chú ý là việc tách bạch vai trò chủ đầu tư và quản lý dự án để hỗ trợ nhà thầu triển khai các hạng mục công trình tốt nhất, nghiệm thu thanh toán nhanh nhất. Đặc biệt là việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 được thực hiện rất nhanh, hoàn thành ngay trong những ngày đầu tháng 2 vừa qua. Ngay từ những cái ngày của cuối tháng 12 của năm 2022, thì Bộ Giao thông Vận tải đã tập trung rà soát và phân bổ cái nguồn vốn này tới các cái chủ đầu tư. Cái này cũng làm cái tiền đề rất là quan trọng để các chủ đầu tư căn cứ vào cái khối lượng vốn, số lượng vốn được giao và phải bắt tay ngay vào cái việc ấy là lập kế hoạch để triển khai thực hiện. Năm nay, vốn đầu tư công của ngành giao thông được giao nhiều nhất dành cho dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 chiếm 48%, tiếp theo là các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, các dự án ODA và các dự án trọng điểm cấp bách khác. Bộ Giao thông Vận tải cũng sẽ hoàn thiện cơ cấu tổ chức, các ban quản lý dự án theo hướng tách bạch nhiệm vụ, tăng lương để thu hút nguồn nhân lực bổ sung, đáp ứng nhu cầu quản lý hàng loạt dự án trọng điểm hiện nay.